Xin chào các em học sinh, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 17, trang 61, sách giáo khoa, toán 7 tầm 1. Đề bài đó là cho biết hai đại lượng x và y tỷ lệ nghịch với nhau, điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau. Ở đây, người ta cho dưới dạng bảng x và y. Muốn chúng ta có một đại lượng tìm đại lượng còn lại, như vậy chúng ta phải biết được hệ số tỷ lệ. Ở đây chúng ta đã có x bằng 10, y bằng 1,6. Mà chúng ta có là nếu đại lượng y tỷ lệ nghịch với đại lượng x thì sẽ theo công thức là y bằng a trên x hay x nhân y bằng a với a là hằng số khác không. Như vậy, từ đây thì ta đã có x nhân y bằng 10 nhân 1,6 bằng 16. Như vậy, a của chúng ta sẽ là bằng 16. Từ đấy thì chúng ta sẽ có là nếu hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau thì tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi và bằng hệ số tỷ lệ. Như vậy ta có hệ số tỷ lệ là 16 rồi. Như vậy chúng ta biết x rồi. Như vậy chúng ta sẽ muốn tìm y thì chúng ta sẽ lấy 16 chia cho x. Bởi vì chúng ta có tích x nhân y là không đổi. Như vậy chúng ta có x1 nhân y1 bằng x2 nhân y2 bằng các cặp tích x nhân y và bằng hệ số tỷ lệ. Từ đây thì chúng ta sẽ làm bài 17 như sau. theo định nghĩa hai đại lượng tỷ lệ nghịch ta có là x nhân y sẽ bằng a với a là hằng số khác không ở trên bảng thì ta thấy x bằng 10 và y bằng 1,6 nên chúng ta thay x bằng 10, y bằng 1,6 vào công thức ở trên, cô ký hiệu đây là công thức số 1. Và 1 ta được x bằng 10, y bằng 1,6 nhân với nhau thì bằng a. Từ đây suy ra a bằng 16. Bây giờ chúng ta có là hai đại lượng tỷ lệ nghịch thì tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi. Như vậy thì chúng ta sẽ có là x1 nhân y1 bằng x2 nhân y2 bằng x3 nhân y3 bằng x4 nhân y4, x5 nhân y5 và bằng a. Từ đây như vậy chúng ta có a, chúng ta muốn tìm x thì chúng ta lấy a chia y. Muốn tìm y thì chúng ta lấy a chia x bởi vì Chúng ta có tích x nhân y là bằng a. Từ đây thì chúng ta có với x bằng 1 thì suy ra y sẽ bằng a trên 1 và bằng 16 trên 1 bằng 16. Tương tự như vậy, ở cột thứ hai chúng ta có y bằng 8. Y bằng 8 thì suy ra x sẽ bằng a chia y và bằng 16 chia 8 bằng 2 Cột thứ 3 chúng ta có y bằng trừ 4 y bằng trừ 4 thì suy ra x sẽ bằng a chia y và bằng 16 chia cho trừ 4 và bằng trừ 4 Tiếp theo là y bằng 2, 2 phần 3 Để thuận tiện cho tính toán chúng ta sẽ đổi 2, 2 phần 3 ra phân số luôn là bằng 8 phần 3. Từ đây suy ra x bằng a chia y và bằng 16 chia 8 phần 3. Chia thì bằng nhân với phân số đảo ngược. Như vậy chúng ta có 16 nhân với phân số đảo ngược là 3 phần 8. 16 chia 8 bằng 2. Như vậy ta có 2 nhân 3 bằng 6. Cuối cùng là chúng ta có x bằng âm 8 x bằng âm 8 thì suy ra y bằng a chia x và bằng 16 chia âm 8 bằng âm 2. Như vậy, bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ điền vào bảng. Chúng ta có bảng sau. Cột thứ nhất, x bằng 1 chúng ta có y bằng 16 Y bằng 8 thì x bằng 2 Y bằng âm 4 Y bằng âm 4 Ở trên ta có Y bằng âm 4 thì x bằng âm 4 Y bằng 2, 2 phần 3 thì x bằng 6 X bằng âm 8 thì Y bằng âm 2 như vậy, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài số 17, trang 61, sách giáo khoa, tấn 7, tập 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.